tháng 10 hàng năm lại sáng bừng bởi sắc màu của hoa tam giác mạch. Khi mới nở, hoa mang trên mình một màu trắng tinh khôi. Sau một khoảng thời gian ngắn, sẽ chuyển sang sắc hồng nhạt, rồi ánh tím, và khi sắp chín, lại chuyển sang màu đỏ sậm. Cuối cùng là một màu đen sẫm khi hoa tàn. Hoa tam giác mạch mang sắc hồng nhạt, điểm thêm một chút trắng li ti. Cánh hoa trụm lại tạo thành hình chóp nón, có ba mặt như hình tam giác. Chèn vào giữa là một hạt mạch quý, tạo nên một nét bí ẩn cực kỳ lôi cuốn. Hoa tam giác mạch hòa mình với núi sông hùng vĩ, với những vách đá ngang trời, với cả những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc. Từ lâu, lễ hội hoa tam giác mạch đã trở thành một sự kiện được rất nhiều bạn trẻ mong chờ. Những phượt thủ yêu thích những cung đường đẹp hay những nhóm bạn muốn chụp một bộ ảnh đáng nhớ đều không thể bỏ qua mùa hoa tam giác mạch. Đây hẳn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ mỗi dịp cuối thu đầu đông.